Mọi người thấy xa xa kia có hai ông cụ đang thả lưới trên một chiếc xuồng không? Tết này thì người ta cũng vào rừng để mà bắt cá, kiếm cá Tết đó mọi người. Có cá không không? Có hả? Ở chỗ này thì nhìn cũng đẹp lắm mọi người. Ở chỗ kia thì có mấy cây dái ngựa, nó chuyển sang hết cái màu đỏ này. Nắng càng nắng lên nhiều thì cái lá nó càng đỏ nha. Nãy giờ thì mấy anh em sang thì cũng vừa mới ăn cơm xong. Giờ thì mấy anh đang chuẩn bị rải lá cây để chuẩn bị mần heo nha. Cái nồi nước nấu nãy giờ thì cũng đã sôi nè mọi người. Nấu cả một nồi nước to luôn. Cái chỗ này thì nhìn đẹp cực kỳ. Có một cây sung nó ngã ra chỗ này. Giờ thì mấy anh đang trải lá để mình sẽ chia thịt con heo ra cho ngay chỗ đó nha. Này thì con heo này to, mấy anh em xác định là sẽ ra thịt xong sẽ chia ra thành nhiều phần khác nhau. Có thể là chia ra thành nhiều phần khác nhau để làm nhiều món khác nhau nha. Nước thì cũng đã sôi rồi nha mọi người. Bây giờ thì Nghĩa nhắc ra ngoài cái sàn nước phía bên đây. Giờ thì mấy anh em sang sẽ cào lông cho nó nha. Cảnh mần heo của mấy anh em ở kia đó mọi người thì sang có không quay được cho mọi người xem. Do là khi mà đăng lên trên mạng thì sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Nên trong thời gian đợi mấy anh em mần xong con heo thì sang sẽ bay cái file cam này lên phía trên khu rừng nha, để quay xung quanh cái cảnh xung quanh chòi cho mọi người xem vào buổi trưa nó đẹp như thế nào nha mọi người. Giờ sẽ bay file cam lên nha. Bằng xong con heo rồi nha mọi người. Bây giờ thì sẽ mang ra cái bể lá chuối kia này để chia thịt nó ra thành từng phần nha, để làm nhiều món khác nhau. Còn phía bên đây thì mấy anh sẽ làm cái phần lòng. Cái này là cái gì của nó ta? Cái màng mỡ bọc bao tử ha. Mọi người xem đây nè. Cái này nhìn thấy không? Cái này thì anh bảo là sẽ giữ lại để mà mình băm diễn ra làm dồi cho mọi người. Cái này thì rất là ngon. Sang thì cũng chưa thấy cái này bao giờ. Phía bên kia thì mấy anh đang chuẩn bị xẻ heo này. Còn bên đây thì anh bảo đang làm cái phần lòng phía trong. Mỗi người thì mỗi công việc thôi mọi người. Làm dồi hả anh bảo? Nhìn cái này là cái mỡ của nó đúng không? Nhưng mà nó thành màng nha mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn đó. Cái này thì bỏ vô dồi làm ngon lắm. Mần xong con heo và anh Huân thì đang chia cái phần thịt heo ra thành từng phần khác nhau mọi người. Trước giờ thì mấy anh em sang đi vào trong rừng á, mà nấu những cái bữa tiệc này kia mà con gì con kia to á, thường là mấy anh em sang sẽ nướng nguyên con hoặc nấu nguyên con luôn. Như vậy thì ăn sẽ không ngon. Nhưng mà đợt này thì mấy anh em rút kinh nghiệm là bàn sẵn ở nhà trước, là chuẩn bị gia vị này kia. Vào trong đây á, thì mình sẽ xẻ nó ra và mình làm nhiều món khác nhau nha, ăn cho đỡ ngán nha. Chứ đợt trước thì cũng đã từng làm một con thỏ nướng nguyên con này, con dê nướng nguyên con, rồi con heo nướng nguyên con nữa. Ăn như vậy thì nó ngán cực kỳ luôn mọi người. Nhưng mà đợt này thì anh Huân bảo là sẽ làm nhiều món. Mà món gì thì một hồi anh Huân nấu thì sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Đây, cái kia là cái xương sườn mọi người. Anh Huân sẽ chặt cái cục nha. Cái đó anh tính làm gì anh Huân? Hầm hả? Hầm cái xương sườn đây mọi người. Cái xương sống đây mọi người. Xương sống đây này. Đây là cục xương sống. Thì anh Huân sẽ hầm nha. Còn sườn mình nướng ha, đùi thì gác, rồi lòng, nói chung là sẽ làm nhiều món lắm mọi người. Đây cục xương sống ở đây, còn bên kia là cái bẹ sườn. Đây là một cái bẹ sườn heo nè mọi người.
Cái này thì mấy anh em sang để định là sẽ để nguyên bể như thế này nha. Rồi mình ướp mắt khén hạt dổi này kia, mình sẽ nướng cái tảng này nguyên tảng. Còn đây là cái đùi heo. Cái đùi heo này thì anh Huân định là sẽ lóc thịt nó ra để mà mình lấy phần thịt mình xiên que mình nướng. Nếu mà mấy anh em ăn không hết thì có thể là mang về luôn nha mọi người, giống như là kiểu gác bếp vậy đó, làm nhiều món mà. Bên đây mình xem nhiều đây. Nguyên cả một đống thịt heo luôn. Còn phía bên đây thì anh Hàng đang băm cái hành lá ra để tụi mình làm phần dồi nha. Dồi là mình dùng cái phần mỡ lòng của con heo á, với lại phần phổi của con heo mình băm nhuyễn ra như thế này này. Xong rồi mình sẽ cho nó vào trong cái ruột heo nha mọi người, cái ruột no, ruột già đó. Ruột già. Cho vào trong cái ruột già của con heo mọi người, để mình luộc lên thì nó sẽ thành phần dồi. Đây mọi người xem này. Đây là phần nhân của nó nha, còn phần bọc phía ngoài là phần ruột nha. Còn bên kia thì anh Lăng đang làm cái phần lòng. Cái phần lòng này thì anh Lăng sẽ gói lại thành một cái cục của mọi người, để mình bỏ vô mình luộc á, cho nó đẹp nè. Với lại khi hàm mình nhắc ra thì cũng nhanh. Xong rồi hả? Đây là một cái phần lòng này, tim, gan mà anh Lăng vừa mới buộc vô một cái chùm như thế này mọi người. Giờ thì bỏ vô luôn á ha. Giờ bỏ vô nồi luộc luôn. Mình buộc như thế này nè mọi người. Thì khi mình nó chín á, mình lấy ra nó dễ. Giờ cho vô nồi nước sôi nha. Đó, mình luộc hết cái phần này. Cái món này món luộc, món này đơn giản nhất mọi người. Đây là cái cục thịt thăn của con heo nè mọi người. Một con heo thì chỉ có hai cái cục thịt thăn như thế này thôi. Cái cục này thì được gọi là cái ngon nhất của con heo luôn á. Cái này thì anh Huân định là sẽ băm nhuyễn nó ra, xong rồi quấn vào trong lá chuối để nướng nha. Đây, cái phần thịt thăn này anh Huân đang băm ra thành một cái miếng nhuyễn của mọi người. Còn phía bên đây thì anh Hàng đang làm cái phần dồi nhân để cho vào trong lòng nha mọi người. Đó, đổ vào trong một cái phễu như thế này. Rồi anh Hàng sẽ dồn cho nó xuống. Có phần cột đút nó đít không ta? Đi cột cho ra hơi rồi. À, cho nó ra hơi xuống dưới ha. Nếu mà mần heo thì không thể thiếu món này. Cái này là phần lòng già của nó ha. Hay là lòng non? Lòng già. Lòng già. Còn cái dạ trường đâu rồi? Bắt đầu. Dạ trường bắt đầu rồi. Có dạ trường nữa. Không có à? Dạ dời thì có. Cái dồi trường hả? Ừ. Heo cái mới có. À, heo cái mới có cái dồi trường hả? Có được à? Được rồi. À, cái phần dồi mọi người thì cũng đã làm xong rồi nha. Bây giờ thì bỏ vào trong nồi nước nha. Ủa cái dây đó coi chừng nó thụt lủng á. Bỏ vô trong nồi luộc này, mình sẽ luộc nó luôn. Cái này thì cũng nêm nếm gia vị hết rồi. Giờ thì khi nào mà cái dồi nó căng lên á thì sẽ dùng cái que mình đâm vô cho nó xì hơi ra. Này thì làm nguyên con heo á nên hơi nó hơi cực một chút mọi người. Tại vì mỗi người phải chia ra mỗi công việc khác nhau để mà làm nhiều món khác nhau nha. Nếu mà một người á mà làm một hết tất cả những cái món á thì đầu tiên nó lâu, với lại là làm xong ăn cũng không có ngon đâu mọi người. Nên mỗi người sẽ làm một món, người này ăn món của người kia thì một hồi nó sẽ ngon hơn. Ra cái phần thịt sắc cục rồi mọi người. Cái này thì mấy anh em sang sẽ làm món xiên que rồi nướng nha. Cái này thì làm hơi nhiều một chút, gần như là chiếm hơn một nửa con heo luôn. Tại vì dự định của mấy anh em sang á là sẽ chia nhau ăn, thì chắc cú là ăn không hết rồi nên sẽ chia nhau để cho mấy anh em ăn về. Nên xiên que kiểu này giống như là gác bếp. Anh Bảo vừa mới rắc rượu lên. Còn đây là gia vị đây, gồm có ớt, bột, mắt khén, hạt dổi, muối. Bảo rắc luôn đi. Hết không ta? Hết không anh Huân? Hết luôn cái đó hả? Gia vị thì rất là nhiều mọi người. Ướp cho nó cay cay một chút cho mấy anh em
mấy anh em thì cũng ai cũng ăn cay mà. Rồi đảo luôn anh Bảo ơi. Thường thì mấy anh em sang á, là gác chỗ này á, thì sẽ làm một cái dàn gác bếp rồi đặt lên trên rồi gác, nhưng mà đợt này á, thì sẽ không làm như vậy nha mọi người, mà mấy anh em sẽ làm theo kiểu này này đó. Chặt một cái cây vuốt nhọn đầu xong rồi đâm xuyên qua cái phần thịt á, để cho cái phần thịt nó dễ nhanh khô hơn, tại vì gác có một đêm thôi, còn nếu mà gác kiểu kia thì phải hai đêm. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái que như thế này mọi người, xỏ thịt giống như anh Bảo kia kìa vào trong que rồi để cho nó ngấm gia vị, xong bắt đầu đặt lên gác. Cái này thì vừa có thịt đùi, vừa có thịt thông và vừa có thịt sườn luôn, mình cứ đâm qua đủ que không ta. Cục này to quá. Sao có cục to như vậy? Chia luôn. À chia luôn, còn sống thì chia luôn ha. Ngày xưa người ta được heo, được bò thì người ta cũng được. Anh cứ mặt khen nó bù với hợp lý. Đây là một cái xiên thịt mà Sang vừa mới xiên xong nha mọi người. Đặt thịt như thế này này. Đó, cái này thì mấy anh em Sang sẽ đặt lên lửa để mà gác cho nó khô lại, rồi ngày mai mấy anh em mang về nha. Chứ ăn nguyên cả một con heo mà có mấy người đây thì chắc chắn là ăn không bao giờ hết đâu mọi người. Được mấy que ta. Năm sáu que. Năm sáu que. Nhìn có cục xương của nó vậy. Mấy anh em Sang cũng đã xỏ xong phần thịt vào trong que như thế này nha mọi người. Cái này thì bao nhiêu người đây thì ăn một que đây, đây là no rồi. Chủ yếu là mang về thôi nha. Ở đây thì được 10 que. Nãy giờ mọi người cũng đã ngấm gia vị rồi nha. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ đặt lên cái dàn gác ở đây này. Đây, mọi người thấy không? Gác kiểu này thì nó sẽ... Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 xiên nha mọi người. Gác kiểu này thì cái thịt một hồi nó sẽ rất là ngon. Còn nếu mà mình nướng nguyên con thì chưa chắc đã ngon bằng cái cách mình gác như thế này đâu. Lửa thì cứ đặt cái dưới đây thôi, giống như là mình nướng á, nhưng mà nướng kiểu này thì nó sẽ không khô lắm mọi người. Còn đây là cái món thịt thăn gói với lá chuối nướng nè mọi người. Cái này thì tất cả những cái món mình nấu xong rồi thì anh Huân mới nướng món này nha. Tại vì cái món này muốn nướng được nó thì phải bỏ vùi vào trong tro, vùi trong than để cho lá chuối nó không cháy thì mới nướng được nha. Nên bây giờ thì cứ cho mấy anh nướng thịt, nướng đồ này kia hết đi rồi anh Huân sẽ nướng cái này sau. Cái này thì gói lá chuối để ra cho nó thấm gia vị nha mọi người. Đó, nhìn cái món này rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt là lá chuối mọi người phải hơ nha, cho nó mềm lá chuối thì, dẻo lá chuối thì mới gói được như vậy thôi. Cái cục này nhỏ hơn ha. Một cục to, cục nhỏ mà. Cục này to hơn này. Lát nướng lên thì lá chuối rất là thơm. Đáng ra cái này thì mình phải gói với lá dông, nhưng mà do trong rừng này thì mấy anh em sang kiếm lá dông rừng nó không có to mọi người, nên mới gói bằng lá chuối thôi. Lá dông rừng mình gói chỗ này thì nó thơm hơn. Ở gần cái láng của Sang với mấy anh ở mọi người thì có một cái láng kế bên đó. Ở bên láng này thì nó có mấy cái cây đục đỉnh mọi người. Giờ thì Sang với anh Huân, rồi Sang với anh Lăng, với anh Nghĩa sẽ đi chặt cái đọt đục đỉnh này mang về với hầm với xương nha. Cái này là cây đục đỉnh rừng đó mọi người. Cái lõi của nó ăn rất là ngon. Đây là cái láng cũng một cái láng cũng có người làm, người ta làm ở đây mọi người, nhưng mà ta không có ở, không ai đây hết cả mọi người. Đây, ôi chắc phải lựa cái cây nào nó không có cái bông á. Cái đụng đỉnh này mọi người muốn ăn được á thì mọi người phải lựa những cái cây nào mà nó không có cái bông nha mọi người, không có cái buồn ra á, thì ăn nó không ngứa. Còn nếu mà cái cây nào nó đang ra buồn á mà mọi người chặt á thì nó ngứa cực kỳ luôn, ăn cũng ngứa miệng luôn. Đó, có cây nhỏ kìa. Còn hai cây kia có buồn hết rồi. Rồi có cây, có mỗi cây đó không có buồn. Ở đây thì anh Nghĩa còn đào được thêm hai củ khoai môn nữa mọi người. Wow, ngồi xem cái củ khoai môn này này. Nó to dữ ta. Cái củ này là
khoai môn của người đồng bào người ta trồng ở dưới cái láng ở trên đây nè mọi người. Đó thì tới cái mùa này nó khô đi á là nó ra củ to như thế này. Hầm được không ta? Hầm chung có đầu đụng đỉnh luôn hả? Đây được hai củ mọi người. Đây em cầm cho, em cầm đụng đỉnh. Đây củ được củ kia. Hai củ này gần cả ký á mọi người. Anh ăn thì chặt ở đây thêm đọt đụng đỉnh nữa nha. Cái cây này mọi người chặt thì cũng cẩn thận nha. Nhớ là lựa những cái cây mà không có cái bông nha mọi người. Còn cây mà có bông mà mọi người chặt thì thôi ngứa khủng khiếp luôn á. Sao già dữ ta? Hình như cái đọt này nó sắp mọc bông nữa. Được tới đâu? Cái gãy luôn rồi, bẻ luôn đi. Đây là một cái cục mà anh Lăng vừa mới cắt ra mọi người. Giờ ăn sống thử nha. Ngon mà, ăn thử không? Không ngứa đâu. Ngon. Ngọt ngọt như cua dừa. Non chưa? Đủ rồi, thôi vậy. Nó ngọt 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 giống như cua dừa nha mọi người. Giờ thì mấy anh em sang sẽ quay về chòi nha. Để hầm nha. Ở dưới rừng này thì gần như là người ta trồng đầy đủ những cái cây mà có thể ăn được luôn á mọi người. Nên cứ thiếu gì cứ qua cái láng người ta lấy thôi. Tại vì những cái láng này cũng không có ai ở đây đâu. Người ta xong cái mùa măng là người ta cũng về hết rồi. Thịt mà xiên que nướng kiểu này mọi người thì nó sẽ rất là nhanh chín nha. Mọi người thêm mới nướng một chút xíu nè. Đó, bắt đầu vàng vàng rồi. Nướng theo kiểu này thì nó sẽ khác với nướng heo quay. Nướng heo quay là mình quay nguyên con á, da nó giòn phía ngoài. Còn nướng kiểu này thì nướng thịt cho nó thấm á mọi người. Cái này mới trở xong. Đó, da thì nó sẽ không giòn nhưng mà bù lại á là nó sẽ ngấm gia vị và nó rất là ngon luôn. Nó ngon cả phần thịt luôn. Đó, mọi người thấy nó bắt đầu nó tươm mở ra ở đây không? Củi nãy giờ mấy anh đốt mọi người thì bắt đầu nó cũng có tro có than này. Rồi thì Sang sẽ làm tiếp một cái món nữa nha. Đó, món này thì phải cào tro ra như thế này. Rồi, đưa đây cho anh. Đây là cái món thịt thăn gói với lá chuối nha. Đặt vô đây. Nóng dữ sao? Rồi nào ơi. Cầm cho mấy cái nồi. Rồi cho vô đây. Đó mình sẽ cho nó vô trong đây nha mọi người. Rồi tiếp theo là cho cái tro lên trên. Tủ lại đừng để cho nó cháy. Là một hồi nó sẽ tự chín thôi. Thì mấy anh em Sang đã làm nhiều món khác nhau nha mọi người. Nào là món luộc, món nướng, rồi món gói lá dông, rồi món hầm này kia, rất là nhiều món để ăn. Nhưng mà ở đây Sang còn một cái món cực kỳ đặc biệt luôn. Cái này được gọi là một cái đặc sản của Tây Nguyên nha. Ở đây là rượu cần nha mọi người. Chỉ có những ngày Tết hoặc là ngày lễ thì mới uống rượu cần thôi. Hôm nay thì là một ngày ăn Tết của mấy anh em Sang trong rừng, nên mình sẽ uống rượu cần. Giờ thì anh Bảo sẽ bắt đầu làm rượu cần để uống nha mọi người. Thật ra trong bình đây á, nó chưa có gì đâu. Nó chỉ có cái phần men với lại phần trấu thôi. Nên nếu mà mình muốn uống được á thì mình phải làm lại nha. Anh Bảo sẽ gỡ ra cũng như là nhét cái lá này vào trong này. Đây là phần phía trong của rượu cần nha mọi người. Gồm có men, trấu thôi. Nói chung là người ta lên men sẵn hết rồi. Giờ muốn uống được á thì mình phải cho cái lá vào phía trong để cho nó cứng hủ lại á mọi người. Trong đây là khô đúng không ta? Khô rang luôn mọi người thấy không? À không có cái gì nha. Nếu mà mọi người muốn uống thì mọi người sẽ cho nước vô. Một cái bình rượu cần như thế này á thì sẽ uống được rất rất là nhiều lần nha mọi người. Cứ uống cạn đi là cho nước vô, là uống cạn đi là cho nước vô thành rượu đó. Cho cái lá này vô có tác dụng gì anh Bảo? Cho nó giữ cái vòi hút. Để cho nó giữ phía trên thôi ha. Và tiếp theo á là phần công đoạn quan trọng là sẽ cho nước vào phía trong đây. Nước mà mấy anh em Sang cho vô thì sẽ là nước suối luôn nha mọi người. Nước suối ở kia kìa. Nước suối này thì nó chảy từ trong khe ra rất là sạch. Mình có thể là cho nước ấm, nước sôi cũng được. Nước ấm cũng được. Nhưng mà mấy anh em Sang thì sẽ cho nước suối luôn. Đó, giờ thì cứ cho nước vô là nó sẽ tự động thành rượu nha mọi người. Mình cần ngâm lâu không bà? Uống luôn được hả? Cho vô là uống luôn cũng được hả? Tại vì cái này người ta đã lên men sẵn hết rồi mọi người. Nên chỉ cần cho nước vô là cái men nó hòa tan vô với nước á, là nó thành rượu ngay thôi. Cái này thì cho nước vô rồi sẽ đem đậy nắp lại. Một xíu nữa thì mấy anh em sẽ cắm vòi vô.
ăn tiệc là sẽ uống nha. Cái này là đặc sản đấy. Chờ mấy cái món kia chín nữa là chuẩn bị lên ăn thôi. Cái này là cái gì vậy anh Huân? Wow. Cái này là anh Huân đang hầm cái xương heo mọi người. Cả một nồi to luôn. Sáng tới giờ mọi người thì tất cả những cái món mà mấy anh em sẽ nấu á, cũng đã chín hết rồi nha. Trời bây giờ thì cũng tối tối rồi. Đây mọi người xem món thịt nướng này, thịt xiên que nướng này. Cái xiên que này á thì nó cũng đã chín này, vàng hết rồi. Nên giờ thì mấy anh em sang sẽ dọn lên ăn nha mọi người. Đây thôi. Cái que này chín nó còn mấy cái que kia to quá chưa chín. Còn đây dưới tro đây á thì còn một cái. Oh. Cái đó cái nồi nó nồi gì ta? Cơm à? Còn dưới tro đây á, mấy anh em sang còn một cái món nữa. Món này thì phải cào tro ra. Không biết là nó có thành công hay không đây. Cái này mọi người cào tro nhẹ nhẹ nha, không là hồi nó bục ra đó. Ủa ngon lắm á. Không bị cháy anh Huân ơi. Không bị cháy than. Không bị cháy lá chuối. Đây mọi người xem này, nó hơi đen một chút mà hồi khui sao. Còn một cái nữa nè. Từ. Cái này mọi người cẩn thận nha, lấy ra mà nó dính tro vô là một hồi là không ăn được luôn mọi người. Cái món này kỳ công lắm. Rồi, cục thứ hai. Hơi đen một chút thôi, mà phải gõ cái than ra đã. Tro thì nó sẽ không bao giờ vào tới trong được đâu. Wow. Đây mọi người xem này. Đẹp không? Vàng ươm nha. Cái trường trở mặt đẹp. Đó cũng đẹp mà. Đây mọi người xem cái mặt này nè. Nhìn vàng không? Nước lên này. Đây đây. Có cái này vô quá vô á. Đây để mấy cho. Nước nóng. Bỏ cái nước đi, bỏ cái nước đi. Không nóng ấy. Nóng. Rồi, vậy là xong cái món thịt thăn nướng lá chuối nha mọi người. Cái món này là ngon nhất luôn nè. Rồi giờ thì dọn lên bàn để ăn. Đây là bàn tiệc của mấy anh em sang nè. Tối nay thì hơi ăn hơi tối một chút nha mọi người. Từ sáng tới giờ nha mọi người. Bên đây thì có lòng luộc nè, với lại dồi luộc. Bên đây thì anh Huân làm món thịt giả cầy mọi người, giò heo giả cầy này. Bên đây là có canh giò heo nấu với đọt đục đỉnh này. Bên đây là thịt thăn gói lá chuối, tiết canh, thịt nướng, với lại đặc biệt là có một cái giò rượu cần ở giữa đó. Nói chung là nấu từ sáng giờ được một cái bàn tiệc nhỏ vậy thôi, nhưng mà rất vất vả cho tại vì mần heo rồi tự chế biến này kia, nhưng mà vất vả như vậy thì ăn mới ngon nha. Thôi thì làm xong hết rồi nên giờ sang với mấy đứa anh sẽ chuẩn bị vào ăn tiệc thôi. Ăn anh đói. Bên cái bàn ăn của Sang thì có trang bị hai cái đèn pin mọi người. Để cái này là mấy anh em Sang sẽ được gọi là ăn tới tối luôn. Trời tối là vẫn ngồi đây ăn nha. Ở trên kia thì mọi người thấy là trăng sáng này. Tối nay thì trăng rất là sáng. Ngồi đây ăn thì đẹp luôn. Thôi giờ thì ăn thôi mọi người. Anh Bảo ngồi đó hả? Vậy, ăn đi. Giờ vào ăn tiệc mọi người. Vị nó sao luôn? Chứ chua hả? Thì Sang thì Sang chưa uống cái này bao giờ. Chỉ có mấy anh ở trên bảng thì hay uống thôi. Sao? Chua ngọt. Tôi sẽ hút một miếng thôi. Uống xoay vòng nha, chứ không giống như uống bia. Nó có một cái ống cần này đây. Mình chọt vào xong rồi. Đây, em thử nha. Ở đây thì có một cái ống cần làm bằng tre nha mọi người, Sang sẽ hút thử nha. Ủa sao giống bia vậy ta? Cái vị của nó thì sẽ chua chua ngọt ngọt nha mọi người, giống như là mình uống bia vậy đó.
không phải giống như rượu, nó không có cay, nên có thể là nói chung là dễ uống á. Nè thấy anh Hàng, mọi người hút một ngụm đi rồi mình ăn thôi. À, uống cạn là sẽ đổ vô như anh Lăng mọi người. Anh Lăng cứ uống cạn á, thì sẽ đổ một cái chung nước vào phía trong đây nha. Cái rượu cần nè mọi người, khi mà uống hút mình hút cạn một chút á, thì bên kia có một cái ly à. Anh Lăng sẽ múc một cái miếng nước đổ vào trong đây. Nước nó sẽ tan xuống dưới cái men dưới đây và nó tạo ra rượu nha. Cái này thì uống được rất là nhiều lần nha mọi người. Nếu mà đi về Tây Nguyên á, mà chưa uống rượu cần á, thì sẽ là một cái thiệt thòi mọi người. Tại vì đây là một cái đặc sản của Tây Nguyên. Đó, cứ uống xoay vòng vậy thôi, cứ cái càng này là xoay vòng thôi. Bây giờ thì mời mọi người ăn cùng với mấy anh em sang nha, buổi tiệc Tết của mấy anh em. Cái này là uống xong bắt tay cái hả? Đây, đây là cái cục thịt thăng nướng lá dong nè mọi người. Một con heo chỉ có hai cái cục thịt thăng thôi, nên là món này thì hơi khó một chút đó. À, nướng lá chuối nha, mời cả mọi người nha. Ngon, ngon, thơm mùi lá sung. Đáng ra cái này là phải anh Huân băm hành mọi người, hành với lá thơm, nhưng mà không có, băm lá sung cũng ngon. Thơm mùi ngon mà, nó khô nha. Nếu mà quấn bằng giấy bạc chưa chắc đã ngon bằng lá chuối đâu mọi người. Nó thơm mùi lá chuối, lá sung này. Này làm món gì cũng ngon hết mà. Mời ăn nha. Cái này chấm với cái gì ta? Mắm tôm hả? Đây cái dồi này của anh Hàng làm mọi người. Nêm nếm gia vị rồi. Ngon. Hút một cái. Hôm qua kiểu đây, sáng nay kiểu đây. Kim à. Rồi ngon lắm. Béo. Hình như nó càng ngày nó càng cay ra ta. Hồi nãy em hút nó thấy ngọt ngọt, giờ nó cay à. Đây mọi người xem, đây là cái miếng thịt mà mình nướng với lá chuối này. Phía ngoài thì nó giòn lắm nha, nhưng mà phía trong thì nó ngọt. Mời mọi người nha. Mọi người thấy xa xa mặt trời phía sau đang lặn, nhìn rất là đẹp luôn. Mấy anh em sang ngồi ở đây thì sông nó chảy dưới kia rầm rì rào. Cái này chấm gì gì hợp ta? Mắm tôm à? Thử. Rồi mình. Ăn mình. Ăn không em? Cảm ơn nhé. Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là sáng mùng 5 Tết mọi người. Vậy là Sang với mấy anh á, đã ở giữa giữa rừng này á, từ ngày mùng 3 Tết. Và đến hôm nay á, là ngày mùng 5 Tết là được 3 ngày 2 đêm. Cũng như là tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ ăn uống cùng với tất cả mọi người ở đây. Thì bữa tiệc ăn ngày hôm qua thì cũng đã xong rồi. Nên sáng hôm nay á, thì mấy anh em Sang dọn dẹp hết tất cả đồ đạc, chất xuống thuyền, trả lại căn trò cho người ta. Giờ thì mấy anh em xe sẽ khởi hành chuẩn bị đi về nha mọi người. Nhanh nhé. À, về thôi. Hẹn một dịp nào đó sẽ quay trở lại đây để mà làm thêm những clip trên đây nha mọi người. Tại vì ở đây mọi người thấy là nó rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Sẽ khởi hành đi về nha mọi người. Và cái chuyến video này của mấy anh em Sang á, ăn Tết trong rừng, có lẽ là sẽ tạm dừng tại đây nha. Hẹn mọi người trong những dịp khác, có lẽ là Sang sẽ lên trên Hôn để làm thêm vài chuyến bắt cá nữa, tại vì cũng sắp tới mùa ong rồi, rồi tới cái mùa bắt ong nữa nha. Còn bây giờ thì thôi, xin chào tất cả mọi người nha.